Salud.
Más enggak. Trước đây từng là của tuyển Hà Lan.
ra trận đá. Ông nói rằng điều quan trọng nhất Nam tập trung vào bản đồ tính không những trận đấu lại chơi không tốt. Chắc sau này anh đều xem ra là ai tài vụ.
mới đây trong có 3 trận đấu thua FC Sơn La, Hòa Đại học với dù đội bạn đang là năm 2019 diễn ra năm cùng với Team Forget cho các tuyển thủ tuyệt vời Đức mắc tin kỹ thuật của Ben Gider cùng đội Việt Nam. Thank you.
ta xem lực của Văn Toàn đã lấy bóng từ chân số 18. Ở khu vực đông đội tuyển Việt Nam và Indonesia và ở trung tâm. Cú sút phẩm. Khi mà các cầu thủ còn chưa kịp ổn, Việt Nam đã pha dứt điểm đá cặp. Các tiền đạo được sự áp sát để tiền đạo tuyển Việt Nam đường cao không hội cho thủ môn được nhất vào bất ngờ tỷ số 10. Trần Ngân Mạnh được
thì tác dụng tốt. Có lỗi Việt vì Indonesia số được là tiền đạo rất lớn vững. Được. Và như vậy những tiền vệ khác chưa kịp. Thêm một tình huống Indonesia. Nỗi lo chỉ luật là tuổi. Dù ở đội hình kinh nghiệm nhất trong Hoàng đã thoải mái hiện cú đá. Đã ra sự tình huống mà dễ dàng để có một chơi tốt. Risky có lỗi phải cuộc hội thầy trò luyện đã qua hai đều.
rất dễ chịu, rất đồng trọng. Phối hợp cục cảnh báo chính là công của Triều Tiên.
vào đường khả năng quá xa lưu xuống một thời cuối rơi trên đối mặt SEA Games 18 và sau đó 16. Ngọc Hải là cầu thủ đã bị trọng tài người Thái Lan Phim Mơ Trang thổi penalty và từ chấm phạt đền Bastim nâng tỷ số lên 2-1. Không được. Pha xử lý của Vũ Văn Thanh. Trong hiệp 1 của trận đấu, những pha dâng cao của Văn Thanh ở bên cánh trái đã hơn một lần bị đội bàn khai thác. Điểm của cây làm bàn Juan Bastim. Đội Việt Nam thay cầu thủ thứ 3 bắn cướp về sân, vào sân là Công Phượng. Đây là thời điểm mà Công Phượng vẫn phải chấp nhận đá dự bị ở đội tuyển Việt Nam khi mà vị trí trung phong cắm luôn dành cho Lê Công Vinh. Phía sau Công Vinh là những cầu thủ đầy kinh nghiệm.
nay cả một cầu thủ hay như Thành Lương cũng phải thường xuyên chấp nhận ngồi trên ghế dự bị. Trong ngày hôm nay về cơ bản đội Việt Nam thi đấu với sơ chiến thuật 4-4-1-1. Lúc đầu Trần Văn Quyết là người đá hộ công phía sau Công Vinh. Về cơ bản Trọng Hoàng và Tuấn Anh, sư các bạn Trọng Hoàng và Xuân Trường là bộ đôi tiền vệ trung tâm. Văn Toàn và Thanh Trung là cặp tấn công biên. Cầu thủ Việt Nam vẫn đang chơi lấn sân nhưng cần phải rất cảnh giác trước những pha phản công của đối bạn. Ở khu vực khán đài A của sân Mỹ Đình, Ngô Hoàng Thịnh đang ngồi gần vị trí của Tuấn Anh. Indonesia thay người, cầu thủ đã nâng tỷ số lên 2-1. Ifran Basdim rời sân. Vào sân là số 9 Elian Vri. Văn Thành pha phạm lỗi. Vàng dành cho Vec Mansa. Đường truyền của Xuân Trường. Vẫn biết là cầu thủ Việt Nam ngày hôm nay thi đấu không thể bung quá sức vì AFF Cup đã cận kề. Tuy nhiên có thể thấy là việc vắng bộ đôi cầu thủ giữa sân là Ngô Hoàng Thịnh và Tuấn Anh đã ảnh hưởng rất nhiều đến sự vận hành lối chơi, đặc biệt là sức sáng tạo. Thẻ vàng vừa rồi dành cho Vec Mansa là thẻ vàng đầu tiên trong trận đấu. Không được. Tỷ số vẫn đang là 2-1 nghiêng về Indonesia. Pha dứt điểm của Đinh Thanh Trung chứ không phải Văn Toàn. Xuân Trường chính là người thực hiện quả đá phạt.
đưa bóng đến vị trí của Thanh Trung. Đá rất nguy hiểm. Pha sút bóng chéo góc rất có lực của Vep Hansa. Đến lúc này Vep Hansa là một trong những vị trí chơi tốt nhất của Indonesia. Đội Việt Nam thay cầu thủ thứ tư, Đinh Thanh Trung rời sân. Vào sân là Thành Lương. Thành Lương sẽ đá ở đúng vị trí của Thanh Trung. Chỉ vài ngày trước trận đấu này, ông nội của Phạm Thành Lương đã qua đời. Ngày hôm qua, Phạm Thành Lương đã xin phép ban huấn luyện về chịu tang ông nội và hôm nay anh đã trở lại. Văn Thành. Vũ Văn Thành. Thành Lương. Sau khi vào sân, Thành Lương sẽ là mũi tấn công bên cánh trái của đội Việt Nam. Thành Lương. Đường chuyền của Xuân Trường. Trong lịch sử các giải bóng đá Đông Nam Á, Indonesia từng 4 lần lọt vào chung kết nhưng chưa một lần vô địch. Ở giải đấu gần đây nhất năm 2014, Indonesia không thể vượt qua vòng bảng. Ở các kỳ SEA Games thì từ khi bóng đá nam dành cho cao thủ dưới 23 tuổi, Indonesia chưa một lần đăng quang. Indonesia 2 lần vượt SEA Games vào các năm 1987 và 1991. Khi đó SEA Games vẫn là sân chơi của những cầu thủ lớn, tức là của các cầu thủ đội tuyển. Vào năm ngoái, Indonesia đã thua Việt Nam 0-5 ở trận đấu trên giải ba bóng đá nam trong khuôn khổ SEA Games 28. Tỷ số trận đấu là 2-2. Và ghi bàn của Công Phương. Công Phương luôn rất lưu khi có dịp vào sân. Vừa rồi là bàn thắng rất đáng nhớ của Công Phương trong một trận đấu kiểm tra có thể nói là quan trọng trước thềm giải bóng đá Đông Nam Á. Rất tinh tế. Pha phối hợp rất đẹp của bộ ba Văn Thành, Thành Lương và kết thúc bằng cú duỗi chân đầy cảm giác của Công Phương. Thành Lương đã chuyền vào rất hay. Một cú chạm bóng khé rất đẳng cấp của Công Phương. Trong số những khán giả đã có mặt ở Kaya, có ông Huỳnh Mau, giám đốc điều hành của câu lạc bộ Hoàng Gia Lai. Ông Huỳnh Mau hiện nay cũng là người phụ trách học viện bóng đá Hoàng Gia Lai Arsenal GMG. Câu lạc bộ Hoàng Gia Lai cũng đã hội quân được vài ngày.
trong quá trình chuẩn bị cho V-League 2017. Xuân Trường, Indonesia vừa thay cầu thủ thứ hai. Rời sân là Vep Ansah, vào sân là số 10 Malik Ramrun. Đây là cầu thủ đã ghi bàn vào lưới Việt Nam ở trận đấu trên đất Indonesia cách đây chưa lâu. Ở trận đấu coi là lượt đi giữa hai đội, Ramrun đã rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Anh đã tung cú đá từ rất xa, bóng đi mạnh khiến cho Nguyên Mạnh đánh bó tay. Vũ Minh Tuấn sẽ có cơ hội vào sân. Sự thử người thứ 5 bên phía đội Việt Nam. Minh Tuấn vào sân thay cho Công Vinh. Công Vinh là cầu thủ đã gỡ hòa 1-1 cho đội Việt Nam. Công Phượng. Quá xa lô xa. Sút bóng. Trận đấu đang có tỷ số là 2-2. Hơn một thập kỷ qua chúng ta đã chứng kiến nhiều trận đấu, chính xác là ít nhất 3 trận đấu Việt Nam với Indonesia có tỷ số 2-2 hết sức sôi nổi. Đầu tiên là trận đấu tại sân Senayan ở SEA Games 19 năm 97. Phan Sĩ Hùng đã ghi 2 bàn thắng cho đội Việt Nam. Trận đấu bán kết Cup Tiger năm 2000 giữa hai đội cũng kết thúc 9 phút với tỷ số 2-2. Và sau đó Indonesia thắng với bàn thắng vàng của Gendut Wisdiawan. Xuân Trường. Văn Thành. Ngọc Hải. Quế Ngọc Hải. Truyền của Trọng Hoàng.
Lương. Thành Lương đang thay Công Vinh đeo băng đội trưởng của Việt Nam. Cầu thủ Việt Nam vẫn đang chơi lấn sân, còn Indonesia cố gắng tổ chức những pha phản công. Thủ môn Cunha Mega đã bị đau. So với hiệp 1 thì rõ ràng hiệp 2 đã hay hơn rất nhiều. Có lẽ hình ảnh đẹp nhất của ông Leader trong 3 nhiệm kỳ gắn bó với bóng đá Việt Nam đó là tình huống vung tay bày tỏ cảm xúc chiến thắng khi Việt Nam vượt qua Thái Lan ở cúp Tiger năm 98 tại bán kết. Sau bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 của Văn Sĩ Hùng, ông Leader đã vung tay lên không đầy uy lực. Đó là hình ảnh rất đẹp. Kiến các trận đấu tại vòng đấu bảng. Sau khi vào sân về cơ bản, Quế Ngọc Hải đã chơi tròn vai. Cầu thủ xe đá quả phạt này là Evan Dimas. Pha xử lý của Xuân Trường. Indonesia thay cầu thủ thứ 3. Vào sân là Ferdinand Anfet. Rời sân là Boaz Salosa. Boaz Salosa hiện nay đang thi đấu trong nước cho câu lạc bộ Persipura. Xuân Trường, Thành Lương,
đường chuyền lên của Đình Luật. Minh Tuấn. Đường chuyền của Ngọc Hải. Tỷ số trận đấu được đưa lên 3-2. Tay làm của Văn Toàn. Văn Toàn đã phát huy được sự nhanh nhẹn và khéo léo của mình. Một pha thẻ chỗ và dứt điểm trong tư thế rất khó mà Văn Toàn vẫn thành công. Ngày hôm nay đội Việt Nam hai lần bị dẫn bàn, nhưng bây giờ đang dẫn lại 3-2. Ngọc Hải đã chuyền bóng rất tốt. Pha xử lý tinh tế ở tốc độ cao của Văn Toàn rất hay. Một tình huống làm chúng ta nhớ lại danh thủ Michael Owen trong giai đoạn đỉnh cao của đội. Có thể nói hiếm có trận đấu nào sân Mỹ Đình lại thu hút đông những người làm bóng đá ở các câu lạc bộ Việt Nam như ngày hôm nay. Bởi vì những ngày này tại Việt Nam đang diễn ra đại hội thường niên của VFF. Xử lý an toàn của Tuấn Linh. Vừa rồi Văn Thắng đã vào sân thay cho Xuân Trường. Như vậy là những cầu thủ ghi bàn toàn lưới Indonesia ở trận đấu cách đây gần một tháng là Văn Thắng và Vũ Minh Tuấn đều đã vào sân. Vừa chạy vừa dứt điểm của Văn Toàn. Ở mùa giải V-League 2016, Văn Toàn đã trưởng thành rất nhiều. Chúng ta xem lại pha di chuyển và dứt điểm rất có nét của Văn Toàn. Indonesia thay cầu thủ thứ tư. Vào sân là số 19 Prandana. Chúng ta vừa xem một lần nữa bàn thắng nâng tỷ số lên 3-2 của Văn Toàn. Đó thực sự là một pha bóng rất khó. Những năm còn trẻ thì Lê Công Vinh cũng đã có những bàn thắng như vừa rồi.
sân Mỹ Đình, và lúc này khán giả đang tạo ra hình ảnh rất đẹp từ điện thoại di động. Có thể nói đó là một phong cách cổ vũ đặc trưng của kỷ nguyên smartphone. Văn Thành. Sau khi Boas Salusa rời sân thì băng đội trưởng Indonesia thuộc về số 10 Malik Ramrun. Không được. Công Phượng. Việt Nam thi đấu theo kiểu không có trung phong cắm thực sự. Đó là cách chơi mà Hữu Thắng sẵn sàng sử dụng ở một số thời điểm, thậm chí là một số trận đấu thích hợp. Có một thực tế là tại V-League, vị trí tiền đạo cắm luôn phải dành cho những ngoại binh. Điều này khiến cho V-League rất khó sản sinh ra những cầu thủ Việt Nam chơi tốt ở vị trí tiền đạo cắm. Hiệp 2 có 3 phút bây giờ. Rất có thể đây sẽ là chiến thắng đầu tiên của đội Việt Nam trước Indonesia sau 4 trận, gần đây nhất hai đội toàn hòa. Thêm một lần thủ môn Cúc Nha Mega lại bị đau. Tại giải bóng đá Đông Nam Á sắp tới, đội Việt Nam nằm tại bảng B cùng với Myanmar, Malaysia và Campuchia. Việt Nam sẽ đá trận ra quân vào ngày 20 tháng 11. Myanmar, đội chủ nhà ở bảng B. Văn Thành. Indonesia sắp tới nằm tại bảng A cùng với Thái Lan, Philippines và Singapore. Ở trận ra quân, Indonesia gặp Thái Lan. Không được.
Lê Văn Thắng là cầu thủ có thể mang lại nhiều giải pháp trên hàng công với lối chơi xông xáo và chịu khó dứt điểm của mình. Cuối cùng của trận đấu, Thành Hương bật góc cho cầu thủ Việt Nam. Đã đổi tiến vào bán cuộc. Đội Việt Nam đã lội ngược dòng và thắng lại Indonesia với tỷ số 3-2. Đây là trận đấu mà nhìn chung hai đội ít nhiều có sự thăm dò. Tuy nhiên hiệp 2 vẫn diễn ra làm người xem hài lòng, đặc biệt là các cổ động viên của đội Việt Nam. Hai bàn thắng của Indonesia ngày hôm nay được ghi do công của Boaz Salosa và Baslim. Các bàn thắng của Việt Nam được ghi do công của Công Vinh, Công Phượng và Văn Toàn. Các bạn thân mến, buổi tường thuật của chúng tôi trận đấu giao hữu Việt Nam Indonesia được phối hợp giữa Next Media và VF đến đây là hết. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.